Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, uống chung dòng Mekong, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nhân dân hai nước có truyền thống thủy chung gắn bó lâu đời, đặc biệt từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mối quan hệ đó ngày càng trở nên mở rộng và phát triển, được nâng lên tầm cao mới. Với phương châm đầy tính nhân văn và ý nghĩa chính trị sâu sắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn, giúp bạn tức là tự giúp mình, hai dân tộc Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, vượt qua bao khó khăn thử thách, giành lại độc lập dân tộc, xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện. Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng 55 năm qua, chúng ta có thể tự hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai dân tộc. Bởi lẽ, đó là mối quan hệ phát triển bền vững từ quan hệ truyền thống thân thiết trở thành quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và cùng với các đồng chí Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hản, Chủ tịch Su Phan Nu Vong và các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước dày công vun đắp. Đó là mối quan hệ thể hiện những ước vọng tha thiết của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, cùng có lợi giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào ngày nay là mối quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực, bổ sung lợi thế cho nhau trong quá trình xây dựng và phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Lào lên một tầm cao mới. Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khăm Phăn Vị Phả Băn đã khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để nâng cao hơn nữa trách nhiệm, triển khai các hiệp ước, hiệp định giữa Việt Nam và Lào. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sẽ gìn giữ mối quan hệ hữu nghị, thắm tình đoàn kết đặc biệt, được vun đắp nên bằng xương máu của biết bao anh hùng, chiến sĩ và nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam, để cho mối quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng đơm hoa kết trái.